Phong thủy Zakat xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, kỷ tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 9 cho thấy công việc làm ăn của kỷ tỵ 1989 đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cục với lệnh tháng. Vậy nên trong tháng 9 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn là giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 9 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi kỷ tỵ nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 9 âm lịch. Sự thành công của người kỷ tỵ trong tháng 9 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc kiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ, nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài, người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt, những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Tỵ tháng này khá ổn, trong quá trình làm việc ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực thì các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Kỷ Tỵ tháng này ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Kỷ Tỵ phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Xét về thiên can, kỷ âm thổ và canh dương kim nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ Kỷ Tỵ, nếu có cơ hội, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 9 này vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, không linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng như sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi bình tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Nếu quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học hành, bạn cũng sẽ có những bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn có thể tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích cho tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng nặng Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Zakat được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 9 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Kỷ Tỵ không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm, đẩy tuấn mất cơ hội khỏi tay mình. Nếu là người năng động, bạn có thể bắt tay vào những công việc làm thêm, cũng sẽ kiếm được thêm một khoản dư dôi kha khá. Bản mệnh có thể tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính túi tiền ra để đền bù, cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Các gia chủ kỳ tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi kỳ tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 9 năm 2022 âm lịch là lúc mà tuổi Kỷ Tỵ sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi tuyệt Thìn. Đối với những người kỷ tỵ trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9, tức 13 tháng 10 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ kỷ tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên phung phí quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi kỷ tỵ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi kỷ tỵ trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.